đâu có là chúng ta chọn cái nào mà cái chi phí cho người ta thấp nhất đó, tức là để tránh cái biến chứng thôi, thấy không? Ví dụ không đặt tiễn thể chẳng hạn, hay là đặt tiễn thể loại cứng thôi, đơn giản thôi chẳng hạn, hoặc là không đặt đó. Hoặc là có khi chúng ta mổ ngoài bao thôi, chứ không có phải là đưa người ta lên mổ pha cô, phải không? Đó. Rồi cái trường hợp đó chúng ta cũng mổ. Rồi trường hợp nào nữa nè, hồi nãy tôi có nghe một người nói là đái tháo đường. Đái tháo đường vậy thì mổ là làm gì? Tại sao lấy tháo đường thì phải mổ? Đó, tức là những trường hợp đó, những người đó là không phải không thấy đường rồi, nhưng mà vẫn còn thấy đường, nhưng mà mổ lên không sáng, chứ không phải là ta không thấy đường ha. Tức là nhiều khi ta vẫn còn thấy, nhưng mà chúng ta biết mổ không sáng tại lý do chính là do đái mắt chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà không giải quyết cái đục thiện thể, không lấy thiện thể ra đó, thì không giải quyết gì ở đáy mắt được hết. Ví dụ như muốn chiếu laser chẳng hạn ha, quang đông giống mạc chẳng hạn, thì đôi khi phải mổ. Thì chứ khi các chị làm thì chị sẽ thấy, thì có đôi khi đồng nghiệp chúng ta mà chuyên về đáy mắt á, người ta sẽ gửi lại cho cái người chuyên mổ đục thiện thể mổ, xong rồi trở về đó để lo cái đáy mắt được hết. Có những trường hợp mổ để phục vụ cho cái điều trị bệnh khác nữa đó. Thành ra đôi khi cái đục thiên thể nó không có nhiều lắm, mà nó không phải là nguyên nhân chính gây mờ mắt, nhưng mà cũng phải mổ đó. Mổ là để lo cái chuyện khác, lo cái nguyên nhân khác mà gây mờ mắt đó. Rồi chỉ định rồi chọn phương pháp nào, chọn phương pháp mổ nào đó, chọn phương pháp mổ nào đó thì chọn lựa đó, thì chúng ta